Tiên đế vô thượng tập 18. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là võ giả cảnh giới hóa huyền chỉ biết ngự khí cùng võ kỹ, trong khi thứ mà tu tiên giả biết là thuật pháp thần thông. Nhóc con, tôi thực sự muốn xem thử rốt cuộc là binh khí ngũ hành của cậu lợi hại hay là khí kình của tôi lợi hại. Vân Phi Dương trầm giọng nói, ngay lập tức chém thanh đao lớn về phía Trịnh Sở. Âm! Thanh đao lớn vừa chém tới thì khí kình hung hãn cũng chém tới, khoét ra trên mặt đất một vết dài sâu hẫm, đất đá xung quanh đó đều văng tung tóe. Trình Sở bật cười, nét mặt vô cùng bình thản. Thanh kiếm trắng trong tay anh cũng phát sáng rực rỡ, ngay lập tức va chạm cùng thanh đao lớn đang chém tới với khí thế hừng hực. Âm! Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dưới chân hai người rung chuyển như thể có một trận động đất sắp xảy ra. Sau vụ nổ, mọi thứ khôi phục lại bình thường. Trình Sở nhìn Vân Phi Dương lạnh lùng nói, chỉ có chút thuật lực này thôi thì không thể nào đánh bại được tôi đâu. Vân Phi Dương cười nói, tôi chỉ đang xem cậu có đủ tư cách để tôi thi triển ra thực lực thật sự hay không mà thôi. Nói đoạn sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên dữ tợn. Hiện tại xem ra thực lực của cậu quả thực không tồi, thảo nào lại dám đến vạn thảo cốc gây rối. Vân Phi Dương gằn giọng nói, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là thực lực của tông sư trăm năm đích thực. Vừa dứt lời thì ông ta đã giơ lên hai ngón tay, sau đó giống như đang chơi đàn, không ngừng gãy về phía hư không. Mỗi lần ông ta gãy tay thì đều có một luồng khí kình cường đại mang theo lực hủy diệt bắn về phía Trịnh Sở, phát ra âm thanh ong ong chấn động. Trịnh Sở vẫn bình tĩnh nhìn đòn tấn công cực nhanh đó. Thanh kiếm trắng trong tay được ngưng tụ bằng linh lực trong tay anh đã nhanh như chớp quét sạch những khí kình đang bắn tới. Sau đó anh lại nhanh chóng tiếp cận Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nhìn thấy Trịnh Sở càng lúc càng tới gần mình thì đôi lông mày hơi nhanh lại, bàn tay và ngón tay không ngừng tăng tốc. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên. Trịnh Sở liên tục đánh bật những luồng khí kình đang bắn tới trước mặt anh. Vân Phi Dương thấy Trịnh Sở sắp áp sát tới gần thì liền quát lớn một tiếng. Trước mặt ông ta liền xuất hiện ra hàng ngàn viên đạn tròn giống như đạn trúng máy, đồng loạt bắn về phía Trịnh Sở. Chính ông ta cũng không hiểu vì sao ông ta lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không dám để Trịnh Sở tiếp cận với mình. Ngay cả khi gặp phải những võ đạo tông sư cảnh giới hóa huyền khác, Vân Vi Trường cũng không cảm thấy hoảng hốt một chút nào. Trịnh Sở nhìn hàng ngàn viên đạn tròn đang bắn tới, mỗi một viên đều mang theo nguồn sức mạnh đáng sợ. Thanh kiếm trắng do linh lực ngưng tụ thành trong tay anh mạnh mẽ chém thẳng về phía trước. Một đạo kiếm khí dài 5 thước mang theo uy lực nghiền nát đã chém thẳng về phía Vân Phi Dương. Trên đường đi của kiếm khí, mặt đất không ngừng nứt ra, tất cả những viên đạn khí kình đều bị nổ tung trong không trung. Vân Phi Dương hoảng sợ cực độ khi nhìn thấy một đạo kiếm khí đáng sợ đang chém về phía mình. Lão ta quát lớn một tiếng, thanh đao lớn trong tay cũng chém ra ngoài. Đao khí dài 2 thước đã va chạm với kiếm khí dài 5 thước. Âm! Bụi mù nổi lên 4 phía, những dược thảo có giá trị ở xung quanh đó đều bị thổi bay tán loạn. Trịnh Sở cất bước đi về phía Vân Phi Dương. Vân Thiên Hữu, Vạn Thiên Hữu đang quỳ trên mặt đất run rẩy, vô cùng kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vạn Thiên Hữu không ngờ rằng thực lực của Trịnh Sở lại mạnh đến mức như vậy. Cốc chủ trước giờ chưa từng có đối thủ, mà bây giờ không phải là đối thủ của Trịnh Sở. Mồ hôi lạnh đổ ra trên trán ông ta càng lúc càng nhiều, khiến cho ngay cả quần áo trên người cũng ướt đẫm, giống như người vừa bị rơi xuống biển. Sương khói tản ra. Trịnh Sở bước đến bên cạnh Vân Phi Dương, nhìn thấy một vết máu đỏ giữa ấn đường của ông ta. Anh nhìn xuống Vân Phi Dương rồi hỏi, ông đã phục chưa? Vân Phi Dương đã gần 100 tuổi, ông ta hoàn toàn biết rằng nếu như vừa rồi Trịnh Sở không nương tay thì thanh kiếm đó đã giết chết ông ta rồi. Vân Phi Dương không còn dám tỏ ra cứng rắn như trước, ngay lập tức thành khẩn nói, tôi phục rồi. Võ giả từ trước đến nay luôn dùng thuật lực để nói chuyện với nhau, nếu như đã yếu hơn đối phương mà còn không chịu phục thì chắc chắn sẽ chết hoặc tàn phế. Trịnh Sở nhìn Vân Phi Dương, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nhẹ giọng nói, triệu tập tất cả mọi người ở Vạn Thảo Cốc tới đây. Được, tôi sẽ đi ngay.
Vân Phi Dương không dám trái ý của Trịnh Sở, lại càng không dám nghĩ đến chuyện báo thù. Trịnh Sở còn trẻ tuổi mà đã cường đại đến như vậy, điều đó chứng tỏ thế lực sau lưng anh thực sự không tầm thường. Vân Phi Dương ngay lập tức đến đại điện, nơi bình thường vẫn triệu tập mọi người đến họp. Sau đó nhẹ nhàng lắc một quả chuông nhỏ màu vàng, ong ong. Quả chuông nhỏ màu vàng mang lên âm thanh rất lớn, tất cả mọi người trong vạn thảo cốc rộng hơn 10 mẫu đều có thể nghe thấy tiếng chuông. Khi các đệ tử ở vạn thảo cốc nghe thấy tiếng chuông ngân vang, bọn họ liền biết rằng đã có chuyện lớn xảy ra. Trong lòng bọn họ đoán chắc là chuyện có liên quan đến cái tên Trịnh Sở đã đến gây rối ở vạn thảo cốc. Bây giờ Trịnh Sở chắc chắn đã bị cốc chủ đánh đến nửa chết nửa sống, quỳ rạp ở đại điện chờ đám đệ tử bọn họ đến xem. Trong khu biệt thự của khách quý, Dịch Lãnh Thăng đang quỳ trên mặt đất, nghe thấy tiếng chuông của cốc chủ thì vui mừng nói, ha ha ha, cốc chủ chắc chắn đã bắt sống được tên nhóc thối tha đó rồi. Nói xong, ông ta chịu đựng cơn đau truyền đến, mạnh mẽ hạ lệnh, người đâu, tới bắt ba kẻ này lại cho tôi. Mệnh lệnh vừa hạ xuống thì mấy võ giả minh kình trước đó đã bị đánh gục, đều nén đau đớn đứng lên. Bọn họ nghĩ rằng Trịnh Sở đã thua cốc chủ cho nên cũng không cần phải giả chết nữa. Tạ Thừa nhìn Vạn Thiên Hùng rồi ôn hòa nói, trưởng lão, chúng tôi là người nhà họ Tạ ở Thanh Châu, ông có thể nể mặt nhà họ Tạ ở Thanh Châu mà thả chúng tôi đi được không? Vạn Thiên Hùng nghe Tạ Thừa nói xong thì trong mắt liền lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói, nhà họ Tạ ở Thanh Châu đến Vạn Thảo Cốc làm cái gì? Các người nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Nhà họ Tạ ở Thanh Châu có địa vị tôn quý, sẽ không đến Vạn Thảo Cốc này. Ngay cả nhánh phụ của nhà họ Tạ ở Thanh Châu cũng sẽ không tới đây. Tạ Thừa nghe Vạn Thiên Hữu nói vậy thì liền lộ ra sắc mặt khó coi. Dòng dõi của Tạ Bá Ngọc đúng là dòng dõi của nhà họ Tạ ở Thanh Châu, nhưng ông ta đã bị nhà họ Tạ ở Thanh Châu trục xuất. Nếu không phải vì lý do này thì dòng họ của Tạ Bá Ngọc cũng sẽ không đến sống ở một thành phố nhỏ và hẻo lánh như thành phố Giang Nam. Chúng tôi thực sự không phải là người của nhà họ Tạ ở Thanh Châu. Chúng tôi thực sự là người của nhà họ Tạ ở Thanh Châu. Chúng tôi bằng chứng. Tạ Thừa mặc dù rất bất mãn với lời nói của Vạn Thiên Thủ, nhưng ông ta biết thể hiện sự bất mãn này lúc này thì sẽ chỉ dẫn đến cái chết. Tạ Tiểu Mẫn cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ những võ sĩ minh kình, trong lòng liền cảm thấy khiếp đảm. Cô ta biết một khi những người này ra tay thì cô ta thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, chắc chắn sẽ chết chỉ trong một chiêu. Tạ Tiểu Mẫn nhìn sang Tạ Thừa, hy vọng ông ta có thể tìm cách đưa bọn họ ra khỏi đây. Về phần Trịnh Sở thì cô ta còn không có lựa chọn nào khác, cô ta cũng không thể cùng Trịnh Sở chết đi. Dịch Lãnh Thăng cười nói, cho dù các người là người của nhà họ Tạ ở Thanh Châu thì đã sao chứ, nếu như giết các người ở đây thì cũng làm gì có ai biết được. Ông ta vừa dứt lời thì đã ra lệnh cho đám võ giả minh kình ra tay giết chết ba người. Thấy vậy, Tạ Thừa cũng chỉ có thể đối chiến, ngồi yên chờ chết cũng không phải là phong cách của ông ta. Bang bang bang. Hôm nay Tạ Thừa đang ở trong trạng thái hoàn hảo, không có bất kỳ thương thế nào. Đối mặt với 20 võ giả minh kình bị thương nặng, ông ta cũng không đến mức không đối chiến nổi, chỉ có điều sẽ rất nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Lam Hinh nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết, không dám nghĩ sẽ có thể toàn mạng trở về. Chỉ sau 5 phút chiến đấu, thể lực của Tạ Thừa đã dần dần kiệt quệ. Có quá nhiều đối thủ, cho dù bọn chúng đều trọng thương nhưng toàn bộ xông lên như thế này thì ngay cả Tạ Bá Ngọc cũng không thể đối chiến nổi. Rất nhanh, hai tay của Tạ Thừa đã bị đánh gãy, sau đó bị đánh quỳ xuống trước mặt Dịch Lãnh Thanh. Dịch Lãnh Thanh nhìn Tạ Thừa không cam lòng quỳ trên mặt đất thì đắc ý nói, vừa nãy không phải ông đánh nhau rất giỏi sao, sao bây giờ không đánh nữa đi. Trong mắt Tạ Thừa lộ ra sát ý, nhưng đối thủ mạnh hơn ông ta rất nhiều, ông ta không thể nào phản kháng được nữa. Ông ta nhìn sang Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh đang ở bên cạnh, lúc này bọn họ cũng bị đám võ giả minh kình khống chế. Có một tên võ giả minh kình mê mẩn nhan sắc của Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh liền nở nụ cười khả ố, trưởng lão, hai cô nàng này cũng khá xinh đẹp, giết chết ngay thì đáng tiếc lắm, tại sao chúng ta không hưởng thụ bọn họ trước khi giết chết nhỉ?
Có một tên võ giả Minh Kình khác nhỏ giọng đề nghị, vẫn rất lo sẽ chọc giận Dịch Lãnh Thanh. Tà Thừa nghe bọn chúng nói vậy thì đỏ bừng mặt, tức giận nói: đám súc sinh các người sẽ không được chết tử tế, tuyệt đối sẽ không được chết tử tế. Hai người Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh nghe thấy những lời đó thì hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt lăn dài. Hiện giờ kết cục đã định, bọn họ nhất định sẽ bị làm ô nhục. Nhưng bây giờ, ngay cả khả năng tự sát bọn họ cũng không có, bởi vì bọn họ đều đang bị đám người kia khống chế. Dịch Lãnh Thanh nghe Tạ Thừa chửi mình là súc sinh, liền lạnh giọng nói: trước tiên, hãy đánh chết lão già này cho tôi. Ông ta cầm theo thanh đao lớn, đi tới trước mặt Tạ Thừa, nở nụ cười đắc ý: lão già kia, ông mắng xui miệng lắm, để tôi tiễn ông đi trước. Ngay khi Dịch Lãnh Thanh bước đến trước mặt Tạ Thừa và giơ thanh đao lớn lên định chém xuống, thì đã có một giọng nói truyền đến: trưởng lão Hình Đường, ông đang làm gì vậy? Võ giả Minh Kình từng được Dịch Lãnh Thanh bảo đi thỉnh cốc chủ, bây giờ chứng kiến hành vi của Dịch Lãnh Thanh thì ngay lập tức tái mét mặt vì sợ hãi. Nếu như Dịch Lãnh Thanh dám giết chết những người này thì Vạn Thảo Cốc chắc chắn sẽ trở thành biển máu dưới tay Trịnh Sở, không một ai có thể sống sót. Dịch Lãnh Thanh rất ngạc nhiên khi thấy võ giả Minh Kình này chỉ là một tên tiểu tốt ở Vạn Thảo Cốc mà lại dám nói chuyện với ông ta với thái độ như vậy. Cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với trưởng lão như vậy chứ? Dịch Lãnh Thanh đang kề thanh đao lớn vào cổ Tạ Thừa, thậm chí có thể thấy trên cổ Tạ Thừa đang có máu tươi chảy ra. Võ giả Minh Kình khi nhìn thấy hành động của Dịch Lãnh Thanh thì sợ chết khiếp, lập tức hét lên: cốc chủ có lệnh, không được ra tay với ba vị khách quý này, trưởng lão đang muốn cãi lệnh cốc chủ sao? Dịch Lãnh Thanh nghe vậy thì sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải Trình Sở đã bị cốc chủ đánh bại rồi sao? Tại sao không thể giết ba kẻ này chứ? Chẳng lẽ lời Tạ Thừa nói lúc trước là thật, bọn họ thực sự là người của nhà họ Tạ ở Thanh Châu sao? Nghĩ đến nhà họ Tạ ở Thanh Châu, thân thể Dịch Lãnh Thanh khẽ run lên, lập tức rút thanh đao lớn ra khỏi cổ Tạ Thừa. Tạ Thừa nghe thấy cuộc đối thoại giữa Dịch Lãnh Thanh và võ giả Minh Kình thì ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ cốc chủ biết bọn họ là người nhà họ Tạ ở Thanh Châu cho nên muốn thả bọn họ đi sao? Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh thấy nguy cơ bị làm nhục đã qua thì hết sức vui mừng, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy rất thương xót cho cái chết của Trịnh Sở. Trưởng lão Hình Đường, cốc chủ yêu cầu triệu tập tất cả mọi người ngay, ông phải nhanh lên. Võ giả Minh Kình nói xong nhưng cũng không lập tức rời đi. Hắn ta rất lo lắng, lỡ như mình quay đi thì đám người Dịch Lãnh Thanh lại đột nhiên ra tay giết chết mấy người phía Tạ Thừa. Dịch Lãnh Thanh lấy lại phong thái của một trưởng lão, nghiêm giọng nói: gấp cái gì, giờ tôi sẽ lập tức qua đó. Vừa dứt lời thì ông ta đã dẫn hơn 20 võ giả Minh Kình đi về phía đại điện tuyên võ. Tạ Thừa, Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh đi sau nhóm võ giả cũng đi về phía đại điện tuyên võ. Hôm nay Trình Sở đại náo Vạn Thảo Cốc, bọn họ không những không chết mà còn được cốc chủ gọi là khách quý. Bất luận thế nào thì bọn họ cũng phải đến gặp cốc chủ một lần để nói lời cảm ơn. Về cái chết của Trình Sở, Tạ Thừa cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Bên ngoài đại điện tuyên võ, Vân Phi Dược mặc đạo bào màu trắng, mái tóc dài không gió tự bay, trông như một vị tiên phong đạo cốt. Trước mặt Vân Phi Dược là hơn 200 đệ tử của Vạn Thảo Cốc. Tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc, thân thể đứng thẳng tắp, toàn thân căng cứng, không dám thả lỏng. Nếu như để cho cốc chủ nhìn thấy có kẻ lơ đãng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dịch Lãnh Thanh dẫn đầu một đoàn người đi tới trước mặt hơn 200 đệ tử, nhìn Vân Phi Dương cười nói: cốc chủ, tên nhóc thối tha đó thật sự quá cuồng vọng, ông có định xử tử hắn ta hay không? Đằng sau Dịch Lãnh Thanh, Tạ Thừa, Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh cảm thấy hết sức kinh hãi khi cảm nhận được khí tức cường đại toát ra từ Vân Phi Dương. Bọn họ tự nhủ Trịnh Sở bị Vân Phi Dương đánh bại cũng không sai. Nghe Dịch Lãnh Thanh nói vậy, Vân Phi Dương ngay lập tức quất mạnh vào mặt Dịch Lãnh Thanh. Cái tát này của Vân Phi Dương đã đánh hết sức, khiến cho nửa bên mặt của Dịch Lãnh Thanh dập nát, gãy hết mấy cái răng. Hơn 200 võ giả sau lưng thấy Vân Phi Dương đánh Dịch Lãnh Thanh thì đều sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao Vân Phi Dương lại tát Dịch Lãnh Thanh chứ?
Chẳng lẽ là do hôm nay Trình Sở đại náo Vạn Thảo Cốc mà Dịch Lãnh Thanh không thể bảo vệ Vạn Thảo Cốc cho nên mới bị tát sao? Tạ Thừa, Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đều tái nhợt, lạnh toát sống lưng. Bọn họ may mắn được Vân Phi Dương coi như là khách quý. Nếu không chỉ cần lãnh một cái tát này thì bọn họ có thể sẽ chết ngay lập tức. Dịch Lãnh Thanh nhìn Vân Phi Dương trong lòng hừng hực lửa giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra trước mặt Vân Phi Dương. Ông ta nén giận cung kính nói: Cốc chủ, sao ông lại đánh tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng: Ông mới vừa bảo ai là tên nhóc thối tha? Chính là tên nhóc thối tha đã đại náo Vạn Thảo Cốc và muốn lấy đi toàn bộ dược liệu đó. Dịch Lãnh Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tiếp tục lặp lại những lần nọ lời nói vừa rồi. Vân Phi Dương nghe Dịch Lãnh Thanh tiếp tục gọi Trịnh Sở là tên nhóc thối tha thì liền tái mét mặt. Nếu như lời này khiến cho Trịnh Sở không vui thì cái mạng nhỏ của ông ta cũng không thể giữ được. Vân Phi Dương lại quất Dịch Lãnh Thanh thêm một lần nữa vào nửa bên mặt còn lại. Chát! Bên khuôn mặt còn lại của Dịch Lãnh Thanh cũng lập tức bị dập nát, rất nhiều răng đã rơi xuống. Lúc này bộ dạng của Dịch Lãnh Thanh trông hết sức đáng sợ, nhìn từ xa cũng phải khiếp hãi. Trịnh Sở đang ngồi trong đại điện tuyên võ, cầm một tách trà ngon trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm. Khi Trịnh Sở uống trà xong, thấy số người bên ngoài đã đông đủ, anh mới đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài. Toàn bộ khuôn mặt của Dịch Lãnh Thanh sắp bị Vân Phi Dương đánh thành thịt nát, trong lòng vô cùng tức giận nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Ông ta rất muốn hỏi Vân Phi Dương vì sao ông ta không được gọi Trịnh Sở là tên nhóc thối tha, tại sao ông ta lại bị tát tới hai lần. Đúng lúc này Dịch Lãnh Thanh nhìn thấy bóng dáng Trịnh Sở đang bước ra ngoài. Dịch Lãnh Thanh trừng lớn hai mắt nhìn Trịnh Sở bằng ánh mắt kinh ngạc rồi nói: Sao lại như vậy? Không phải cái tên nhóc này đã bị cốc chủ đánh bại rồi sao? Ông ta không tin mà cũng không muốn tin Trịnh Sở có thể đánh bại cốc chủ, buộc cốc chủ phải làm việc cho anh. Tạ Tiểu Mẫn vốn còn đang đau lòng vì cái chết của Trịnh Sở, bây giờ thấy Trịnh Sở bình an khỏe mạnh, trong lòng cũng vui mừng. Cô ta nhìn Trịnh Sở có nhiều điều không hiểu, cảm thấy lạ vì sao anh lại có thể đánh bại được Vân Phi Dương. Làm hình thấy Trịnh Sở không sao thì nở nụ cười mỉm, tâm trạng lo lắng cũng bình ổn, thầm nghĩ ân nhân không sao thì tốt rồi. Tạ Thừa cảm thấy kỳ lạ, với độ tuổi của Trịnh Sở, cho dù thực lực đạt tới cảnh giới hóa huyền cũng không thể nào so sánh với tông sư trăm năm. Hơn nữa vì tông sư trăm năm này còn là nhân vật được xếp vào hàng 100 tông sư đứng đầu Hoa Hạ. Lẽ nào thế lực đằng sau Trịnh Sở đến cốc chủ của Vạn Thảo Cốc cũng không dám tùy tiện đắc tội hay sao? Nghĩ đến đó, Tạ Thừa định lần này trở về sẽ kể hết cho Tạ Bá Ngọc nghe, để Tạ Bá Ngọc nghĩ cách cho nhà họ Tạ xây dựng quan hệ tốt với Trịnh Sở. Vân Phi Dương nhìn thấy Trịnh Sở đi ra khỏi điện, vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến mất, cười ha hả nói: Trịnh đại sư, bây giờ mọi người trong Vạn Thảo Cốc đều đã đến đông đủ, cậu có chuyện gì cần dặn dò? Ông ta vừa nói ra lời này, mọi người trong Vạn Thảo Cốc đều âm thầm chấn động. Bọn họ không ngờ Vân Phi Dương xưa nay kiêu ngạo lại gọi Trịnh Sở một tiếng Trịnh đại sư. Phải biết rằng trưởng lão võ đường Lý Hoành Nghị vừa mới bị Trịnh Sở giết chết. Dịch Lãnh Thanh thấy Vân Phi Dương có thái độ như vậy với Trịnh Sở, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào bối cảnh của Trịnh Sở rất mạnh hay sao? Ông ta nhìn Vân Phi Dương, giọng nói với giọng điệu ác liệt: Cốc chủ, dù thực lực và bối cảnh của tên nhóc này mạnh cũng không cần phải sợ, chúng ta giết cậu ta ở đây, người đứng đằng sau cậu ta làm sao biết được chứ? Tà Thừa nghe Dịch Lãnh Thanh nói vậy, trong lòng thầm than tâm tư người này ác độc, ra tay đủ tàn ác. Nếu đắc tội với nhân vật kiểu này, dù thực lực của mình có mạnh hơn ông ta cũng sẽ ăn ngủ không yên, chỉ có giết chết ông ta mới không phải lo lắng. Vân Phi Dương nghe Dịch Lãnh Thanh nói như vậy, phẫn nộ lên tiếng: Ngu xuẩn, dám nói năng bậy bạ nữa thì đừng trách tôi giết ông luôn ngay bây giờ. Vân Phi Dương thực sự bị Dịch Lãnh Thanh khiến cho không còn lời nào để nói. Ông ta không muốn sống thì thôi đi, vì sao lại nói mấy lời đó trước mặt mình chứ? Trịnh Sở cười nhạt đi đến gần bên Dịch Lãnh Thanh.
Anh biết loài người như Dịch Ảnh Khanh, nếu không xử lý thì sau này sẽ còn trả thù anh vô số lần. Dịch Ảnh Khanh thấy Trình Sở đi đến trước mặt mình cũng không hề sợ hãi, không hề sợ Trình Sở ra tay với mình. Cốc chủ của chúng tôi ở đây, dù thế lực đằng sau cậu có mạnh cũng đừng có kiêu căng. Trình Sở cười ha hả, tôi không cần thế lực gì cả, chỉ dựa vào đôi tay này của tôi là đủ. Anh nói xong vung tay phải lên đánh về phía đầu Dịch Lãnh Khanh. Dịch Lãnh Khanh còn chưa kịp thốt ra lời mắng chửi Trình Sở thì đã bị Trình Sở đánh vào đầu, chết ngay tại chỗ. Ông ta cho rằng Trình Sở không dám ra tay với ông ta trước mặt Vân Phi Dương, không ngờ Trình Sở lại dám ra tay thật. Dịch Lãnh Khanh cứ như vậy bị Trình Sở đánh nứt đầu, máu văng tung tóe. Đệ tử Vạn Thảo Cốc ở ngoài đại điện chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan từ gót chân đến toàn thân, khiến bọn họ run rẩy sợ hãi. Trước mặt đệ tử Vạn Thảo Cốc, Vân Phi Dương là một người cực kỳ bao che người thân. Một khi có người ra tay với người bên cạnh ông ta sẽ điên cuồng báo thù. Trình Sở không những đã ra tay mà còn giết người ngay trước mặt Vân Phi Dương, giết chết Dịch Lãnh Khanh một cách dễ dàng. Vân Phi Dương không hề có ý định giết Trình Sở, mà chỉ có sắc mặt khó coi, cảm thấy tên ngu xuẩn Dịch Lãnh Khanh sẽ hại chết mình. Tạ Thừa, Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh thấy Trình Sở giết chết Dịch Lãnh Khanh một cách dứt khoát như vậy, trong lòng ngoài cảm thấy sảng khoái còn cảm thấy khiếp sợ trước hành vi của Trình Sở. Vân Phi Dương không giết Trình Sở đã là một chuyện cực kỳ tốt, kết quả Trình Sở lại giết trưởng lão ông ta. Cơn giận này đổi lại là ai cũng không thể nhẫn nhịn được. Tất cả mọi người im lặng đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Vân Phi Dương thấy bầu không khí nặng nề, cười nói: Trình đại sư giết hay lắm, tôi đã không vừa mắt ông ta từ lâu rồi, hôm nay cậu giết chết ông ta cũng xem như là trừ hại cho Vạn Thảo Cốc. Vạn Thiên Hữu mãi không lên tiếng, vội vàng gật đầu đáp: Cốc chủ nói phải, tôi đã không ưa cách xử sự của Dịch Lãnh Khanh từ lâu. Bây giờ Trình đại sư giết chết tên khốn Dịch Lãnh Khanh đúng là trừ hại cho Vạn Thảo Cốc chúng tôi. Mọi người bên ngoài đại điện nghe Vân Phi Dương và Vạn Thiên Hữu nói như vậy, vẻ mặt hoang mang, mồ hôi lạnh tuôn rơi, thấm ướt quần áo. Vẻ mặt Trình Sở bình thản như giải quyết một chuyện rất đơn giản. Anh nhìn mấy trăm đệ tử Vạn Thảo Cốc bên dưới nói: Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là chủ nhân của Vạn Thảo Cốc, có ai không phục hay không? Trình Sở vừa lên tiếng, tất cả mọi người lại rơi vào im lặng lần nữa. Ngay cả tiếng hô hấp yếu ớt cũng có thể nghe được rõ ràng. Tạ Thừa, Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh nghe được câu nói của Trình Sở, chỉ cảm thấy Trình Sở đang đùa với lửa. Cho dù võ công của anh khá tốt, lại có bối cảnh đặc biệt nào đó, nhưng cũng không thể nói ra lời như vậy trước mặt cốc chủ của Vạn Thảo Cốc. Nên biết rằng Vân Phi Dương là tông sư trăm năm, được xếp hạng trong 100 tông sư đứng đầu Hoa Hạ. Vân Phi Dương nghe Trình Sở nói vậy thì trán nhỏ mồ hôi như mưa. Bây giờ vị trí cốc chủ không còn quan trọng với ông ta nữa. Điều duy nhất ông ta lo lắng là sau khi Trình Sở nắm Vạn Thảo Cốc trong tay, Trình Sở ngại ông ta vướng chân vướng tay sẽ giết chết ông ta. Đại sư, cậu muốn lấy Vạn Thảo Cốc, tôi không có ý kiến, chỉ là tôi... Vân Phi Dương ấp úng, không biết nên mở lời như thế nào. Vạn Thiên Hữu không quá chú ý nhiều tới phần Vân Phi Dương, nói thẳng: Tôi đồng ý cả hai tay hai chân việc Trình đại sư trở thành cốc chủ, chỉ mong Trình đại sư có thể cho bọn tôi tiếp tục ở đây phục vụ cuộc sống hàng ngày của cậu. Vân Phi Dương nghe Vạn Thiên Hữu nói thế, mặc dù trong lòng tức giận vì Vạn Thiên Hữu không tin mình, nhưng cũng không nói gì. Trình Sở nhìn vẻ mặt phức tạp của Vân Phi Dương và Vạn Thiên Hữu rồi nói: Các ông vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ như ban đầu. Vừa nghe thế, Vân Phi Dương khá mừng rỡ, nhỏ giọng nói: Ý của cậu là tôi vẫn có thể làm cốc chủ hay sao? Trình Sở gật đầu: Đúng, mọi chuyện vẫn như trước đây, nhưng các ông phải thường xuyên cung cấp cho tôi những dược thảo cao cấp đưa đến nơi tôi sống bây giờ. Vân Phi Dương cảm thấy vui mừng khi nghe Trình Sở nói như thế. Ông ta cứ tưởng sau khi Trình Sở lấy được Vạn Thảo Cốc thì mình sẽ chết, kết cục tốt nhất là bị phế gân mạch, đuổi ra khỏi Vạn Thảo Cốc. Nhưng không ngờ còn có thể tiếp tục làm cốc chủ, hưởng thụ nhân sinh. Vân Phi Dương lập tức quỳ gối trước mặt Trình Sở, cùng nghênh Trình cốc chủ.